Khi thấy dấu hiệu chồng mình sắp bỏ thì mình nên bỏ trước. Bây giờ làm sao biết nó sắp bỏ? Làm sao biết? Bây giờ tôi hỏi quý ông ở đây, có ông nào mà sắp bỏ vợ mà sửa soạn ra những dấu hiệu để báo cho vợ biết là mình sắp bỏ đâu? Thành thử ra bây giờ rủi cô đoán lầm thì sao? Không anh. Rủi cái ông chồng đó, ông ấy rất là đàng hoàng, nhưng mà tại vì đàn ông Việt Nam thường thường người ta hững hờ lắm. Đàn ông Việt Nam không khi nào mà người ta có cái vồn vã, người ta bình thường, thì cô lại cứ bảo chắc này nó sắp bỏ mình rồi, mình bảo không được. Thành thử cô thấy là cái này đó là, tôi không biết là nó trích ở cái sách nào, nhưng mà cái câu này là câu xúi dại, các bà đừng có nghe cái câu này.